Bản tin VOA Express Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 20 tháng 5 2017. Trần My kính chào quý vị. Đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ sắp diễn ra tại Hà Nội. Mừng sinh nhật Hồ Chí Minh với tượng đài 118 tỷ đồng. TPP tiếp tục dù không có Mỹ. Và nhiều tin khác nữa. Mời quý vị theo dõi chi tiết. Đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt 2017 sẽ được tổ chức ngày 23 tháng 5 tại Hà Nội, theo thông báo ngày 19 tháng 5 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Bà Virginia Bennett, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách dân chủ nhân quyền và lao động, sẽ dẫn đầu phái đoàn Hoa Kỳ tới Hà Nội họp với phái đoàn Việt Nam do ông Vũ Anh Quang, vụ trưởng vụ các tổ chức quốc tế, dẫn đầu. Thông báo nói nội dung đối thoại bao gồm nhiều vấn đề về nhân quyền, từ cải cách luật pháp, pháp quyền tự do ngôn luận, tự do tụ họp và lập hội, tự do tôn giáo, quyền lao động, quyền của người tàn tật, chống phân biệt đối xử, hợp tác đa phương cùng các vụ việc đơn lẻ gây quan ngại khác. Gần đây, Việt Nam xảy ra nhiều vụ biểu tình, xung đột giữa người dân với chính quyền liên quan tới các vấn đề đất đai, môi trường, như vụ Đồng Tâm, Formosa, với nhiều cuộc bắt giữ, truy nã người tham gia, gây quan ngại giới bảo vệ nhân quyền. Ngược lại, chính quyền Việt Nam nói họ luôn tôn trọng nhân quyền và khẳng định rằng chỉ bắt giữ những người vi phạm pháp luật. Theo video trên YouTube của tin 21 giờ, tối ngày 18 tháng 5, Bình Định tổ chức lễ kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, khánh thành tượng đài ghi ơn cựu lãnh tụ Đảng Cộng sản với kinh phí 118 tỷ đồng. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nói, tượng đài Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Tất Thành là công trình văn hóa có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc. Tượng đồi cao hơn 15 mét, nặng 30 tấn, có tổng kinh phí trên 118 tỷ đồng, đặt tại quảng trường trung tâm ở thành phố Quy Nhơn của Bình Định, tỉnh đứng thứ 12 trong số 63 tỉnh thành về số hộ nghèo. Các công trình tượng đài trăm ngàn tỷ đồng nở rộ, ngay cả tại những vùng còn thiếu thốn, khó khăn, đã khơi mào tranh cãi gay gắt trong công luận. Chỉ có gây thêm phản ứng ngược về phía quần chúng đối với một cái chế độ độc tài bản trị mà đang suy tàn, cố dùng những cái tuyên truyền để mà cố dẫn được cái ghế chính quyền của họ. Không những trong nước, tượng đài Hồ Chí Minh còn hiện diện rải rác tại khoảng 20 nước trên thế giới, theo báo chí Việt Nam. Tháng 2 vừa qua, nước Áo đã cho ngưng xây dựng dự án tượng đài Hồ Chí Minh trước làn sóng phẫn nộ của người Việt khắp nơi trên thế giới. Một nhà lập pháp bang California vừa rút lại dự luật cho phép nhận các đảng viên Cộng sản vào làm việc trong các cơ quan chính phủ của tiểu bang, đồng thời gửi lời xin lỗi tới các cựu chiến binh Mỹ và cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Dự luật AB22 do dân biểu Rob Bonta đề nghị được Hạ viện thông qua tuần trước. Đến thứ Tư tuần này, chính tác giả đã tuyên bố rút bỏ vì sự chống đối mạnh mẽ tại bang California, nơi tập trung nhiều người Việt tị nạn cộng sản nhất trên thế giới. Trong thông cáo báo chí, ông Bonta nói, qua những cuộc trò chuyện với cựu chiến binh và thành viên trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt, tôi đã nghe được những chuyện về việc dự luật AB22 gây ra đau khổ và tổn thương cho những người đáng kính và đáng tự hào như thế nào. Vì vậy, tôi rất xin lỗi. Theo một đạo luật đã có từ thời gọi là đe dọa đỏ, các cơ quan chính phủ Mỹ có quyền sa thải công chức nếu phát hiện họ là thành viên của Đảng Cộng sản hay có chủ trương cổ suý cho Cộng sản. Mục đích của đạo luật này nhằm ngăn chặn nguy cơ những người Cộng sản có thể lật đổ chính quyền tại tiểu bang hoặc liên bang. Nội dung dự luật AB22 của dân biểu Bonta nhằm loại bỏ điều khoản đó, nhưng bất thành. Các thành viên còn lại của Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP đang soạn thảo một thông cáo chung để tái khẳng định cam kết của họ, bất chấp Hoa Kỳ đã rút ra khỏi hiệp định thương mại này. Theo video trên YouTube của VTV, các cuộc thảo luận được tổ chức bên lề hội nghị APEC, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương đang diễn ra ở Hà Nội. Nhật Bản dẫn đầu các nước vẫn muốn tiến hành TPP, thỏa thuận tự do thương mại không có Trung Quốc mà Mỹ đã rút chân kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức. Reuters dẫn các nguồn tin thân cận với các cuộc đàm phán ở Hà Nội cho biết, 11 nước thành viên còn lại của hiệp định, nay gọi là TPP-11, đang chuẩn bị ra thông cáo chung vào Chủ nhật để loan báo ý định tiếp tục tiến hành TPP. Tin nói, thông cáo chung sẽ có hai điểm chính, nhắm mục tiêu đưa TPP-11 sớm có hiệu lực và chuẩn bị tinh thần cho tình huống một nước tham gia có thể rút lui. Dự kiến TPP-11 sẽ có hiệu lực vào năm sau. Trong số những thách thức của TPP-11 là làm sao giữ Việt Nam và Malaysia trong nhóm, hai nước hưởng lợi nhiều nhất từ TPP nếu như có sự tham gia của Hoa Kỳ. Việt Nam có lẽ sẽ muốn đàm phán lại các yêu cầu về cải tổ lao động và quyền sở hữu trí tuệ nếu không có Mỹ, theo một giới chức Việt Nam không muốn nêu tên. Đến đây mời quý vị theo dõi phần phóng sự tường trình từ Việt Nam. Chế độ mẫu hệ lấy cây phổ hệ của dòng họ mẹ làm gốc phát triển và làm căn cứ huyết thống vẫn đang là chế độ bao phủ đồng bào thiểu số Tây Nguyên. Người phụ nữ trong chế độ mẫu hệ chịu nhiều thiệt thòi vì phải gánh vác chuyện đàn ông, chuyện tương lai dòng tộc. Và dường như các dân tộc theo chế độ mẫu hệ hiện nay, đời sống vẫn còn rất nhiều khó khăn, nghèo khổ. Dân tộc Ê Đê, nhóm thiểu số chiếm số đông ở Tây Nguyên, cũng không nằm ngoại lệ. Sau hơn 40 năm với nhiều thay đổi, đất đai ngày càng thu hẹp, những dân tộc thiểu số Tây Nguyên ngày càng lùi sâu vào rừng hơn sau khi họ bán đi phần đất của ông bà để lại cho người Kinh với giá rẻ bèo để sắm chiếc tivi hay chiếc xe máy, sau đó lại vào rừng sâu khai khẩn làm nhà. Nhìn chung, đời sống của người đồng bào thiểu số Tây Nguyên, đặc biệt là dân tộc Ê Đê đã thay đổi rất nhiều, duy chỉ có chế độ mẫu hệ là chưa hề thay đổi. Người phụ nữ vẫn đóng vai trò chủ chốt trong nhà và đứa bé ra đời mang họ mẹ. Cái búa, cái rìu vẫn luôn gắn với người phụ nữ Ê Đê như một sứ mệnh cầm trịch gia đình. Cái này cái rìu bồ củi con, bồ củi cái rìu này cũng đã là lâu đời rồi. Từ khi mà bắt đầu là dân tộc Ê Đê sử dụng cái này là từ khi mà cũng hơi bị thế kỷ mấy con ạ. Thế kỷ cũng lâu đời rồi. Cái đó về cái mặt truyền thống này là mấy cụ già nó hiểu biết hơn. Tại vì cô còn trẻ là cô tìm hiểu, nhưng mà đang tìm hiểu mấy cái phần này để sau này là có một cái gì đó để bà con hay truyền hình nó hỏi thì cô cũng biết đường trả lời chứ. Đó, con ạ. Là hoàn cảnh gia đình trong buồn là khó khăn lắm, phức tạp lắm, mà làm ăn không đủ nước, làm vụ mua để làm ruộng thì là do có phân bón mới được ăn, không có phân bón không được ăn, là phân bón là do mình vay mượn của con buồn, tại vì nhà là trong gia đình không có điều kiện, làm phức tạp, làm khó khăn. Còn hai nữa là về làm nhà sàn cũng khổ cực, lấy cây không có, mà cây là họ phá hết rương rẫy, là cây thì là làm cây bài bạc không, cây bạch đàn, rồi cây mục, còn cây rừng thì không có, cây bằng lăng thì không có, mà do mấy người làm cây nó phá hết rừng á, không có cây. Người phụ nữ ngoài sứ mệnh chủ chốt của gia đình, nối dõi dòng tộc, còn là lao động chính quán xuyến từ gian bếp đến gian nhà khách. Có thể nói rằng người phụ nữ Ê Đê vừa lo việc xã hội, lại vừa lo việc gia đình, và ở đâu họ cũng đứng vị trí nghèo lái. Do đất đai chật hẹp khô cằn, mặc dù sống trên núi nhưng lại dựa vào trồng lúa, nuôi heo thả rông để tồn tại, nên đời sống của họ vẫn còn nặng chất tự cung tự cấp, khó khăn chồng chất khó khăn. Và tiếng nói của người đàn ông trong gia đình Ê Đê không có sức nặng bằng tiếng nói của người phụ nữ. Con trai là lấy vợ là khoảng 30 tuổi. Vợ thì cũng 30. Sinh con thì lấy theo họ mẹ. Rồi khi ở riêng thì vợ chồng tự làm ăn riêng luôn. Những ngày không làm ruộng làm rẫy, người Ê Đê rủ nhau ra thị trấn, ra phố làm thuê bất kỳ việc gì với giá 150.000 đồng mỗi ngày cho đàn ông và 120.000 đồng cho phụ nữ. Mức lương của họ chỉ tương đương 7 Mỹ Kim và có vẻ như đó là khoản tiền thu nhập lớn từ lao động của họ. Đi làm mượn thì ngày công thì được 150, còn làm việc của mình thì làm một năm rồi thu lại ít lắm. Công nghiệp du lịch đã phát triển khá mạnh ở khu vực Tây Nguyên. Những con voi già cõng khách lội qua Hồ Lắc, cũng như đời sống còn đậm chất nguyên thủy của đồng bào dân tộc thiểu số, luôn là sản phẩm du lịch được ra mời nhiều nhất khi đến vùng đất này. Và sau đây là phần tin quốc tế. Hải quân Ấn Độ và Singapore tiến hành cuộc diễn tập hỗn hợp kéo dài 7 ngày trên Biển Đông. Cuộc tập trận quy mô Simbex nhằm tăng cường khả năng phối hợp giữa hải quân hai nước. Theo PTI, cuộc tập trận bắt đầu từ thứ Năm tuần này với sự tham gia của 4 tàu chiến của Hải quân Ấn Độ và máy bay săn tàu ngầm tầm xa P-81. Hải quân Singapore điều động một số tàu chiến cùng với máy bay tuần tra biển Fokker F-50 và phản lực cơ F-16. Khởi sự từ năm 1994, Simbex năm nay là cuộc tập trận chung thường niên thứ 24 giữa Ấn Độ và Singapore. Tư lệnh Hải quân Ấn Độ Đô đốc Sunil Lanba vừa kết thúc chuyến đi 5 ngày tới Singapore, họp với một số quan chức quốc phòng cấp cao nhất, theo Sputnik. Hải quân Ấn Độ nói chuyến thăm nhằm củng cố các sáng kiến hợp tác hàng hải hiện hữu, đồng thời thăm dò những phương án hợp tác mới. Một chiến đấu cơ Su-30 của Trung Quốc áp sát máy bay thăm dò bức xạ WC-135 của Mỹ trong cự ly 45 mét trong không phận quốc tế trên biển Hoa Đông. Giới chức quân đội Mỹ được CNN dẫn lời cho hay máy bay Mỹ lúc đó đang làm nhiệm vụ dò tìm mức độ bức xạ trong khu vực. Phát ngôn nhân Không quân Mỹ, Trung tá Lori Hodge chỉ trích sự việc hôm thứ Tư là hành vi thiếu chuyên nghiệp do cách điều khiển của phi công Trung Quốc cũng như tốc độ và khoảng cách bay giữa hai máy bay. Trung tá Hodge cho biết vụ việc này đang được giải quyết thông qua các kênh ngoại giao và quân sự với phía Trung Quốc và quân đội đang tiến hành điều tra. Trung Quốc chưa bình luận gì về vụ này, nhưng thường kêu gọi Mỹ giảm các cuộc tuần tra mà Bắc Kinh cho là các chuyến bay do thám trên các vùng biển gần bờ của Trung Quốc. Thứ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Rod Rosenstein ngày 19 tháng 5 trở lại Quốc hội để điều trần kiến trước Hạ viện liên quan tới quyết định bổ nhiệm cựu giám đốc FBI Robert Mueller dẫn đầu cuộc điều tra độc lập về khả năng có sự thông đồng giữa chiến dịch vận động tranh cử tổng thống của ông Trump với Nga. Ông Rosenstein xuất hiện trước các dân biểu Hạ viện tại Điện Capitol một ngày sau một cuộc điều trần kín trước toàn thể Thượng viện. Dân biểu Daryl Issa thuộc Đảng Cộng hòa cho biết có đồng thuận rằng công tố viên đặc biệt sẽ có quyền hạn cần thiết để tiến hành một cuộc điều tra công bằng vào những cố gắng của Nga nhằm ảnh hưởng tới cuộc bầu cử của Mỹ. Tôi tin rằng có sự đồng thuận lớn về cuộc điều tra vai trò của người Nga can dự vào cuộc bầu cử của chúng ta là một vấn đề phi đảng phái và được cả hai đảng quan tâm. Đây cũng là một vấn đề mà hai bên cần giải quyết trước cuộc bầu cử kế tiếp, chứ không đơn thuần chỉ là tìm hiểu làm cách nào họ đã thực hiện được điều đó và làm sao để tránh không để chuyện đó xảy ra thêm một lần nữa. Dân biểu Elijah Cummings của Đảng Dân Chủ nói, truyền thông đóng vai trò quan trọng trong vụ này. Nếu có bất cứ thời điểm nào trong lịch sử đất nước mà truyền thông phải đóng một vai trò quan trọng, thì đây chính là thời điểm đó. Đây là thời khắc của quý vị. Quý vị phải làm nhiệm vụ như thế nào để công chúng hiểu được những gì đang diễn ra. Trước đây tôi đã nói và tôi xin lặp lại ở đây một lần nữa. Đây là một cuộc đấu tranh để giành lại linh hồn của nền dân chủ của chúng ta. Chúng ta không thể thất bại trong cuộc chiến này. Theo dân biểu Cummings, ông Mueller là một chọn lựa tối ưu để đảm nhiệm vai trò công tố viên đặc biệt. Ông mô tả ông Mueller là một người chính trực, sẽ không khuất phục bất cứ một ai và là người có thể mang lại không khí bình thường cho tiến trình điều tra. Mọt sách, kém tiếng Anh, chỉ thích ăn cơm. Có vô số những định kiến mà người Mỹ gốc Á nói chung và người Mỹ gốc Việt nói riêng phải nhận lấy. Và những định kiến dai dẳng đó nhiều khi biến thành những trở lực lớn cản bước tiến của cộng đồng sắc dân thiểu số thành công nhất Hoa Kỳ này. Giữa thủ đô của nước Mỹ, nếu không phải là tháng di sản châu Á-Thái Bình Dương thì thật khó để có thể thưởng thức những làn điệu dân ca ngọt ngào đậm chất Bắc Bộ của Việt Nam như thế này. Hàng năm, nước Mỹ dành cả tháng 5 để tôn vinh những đóng góp của cộng đồng người Mỹ gốc Á. Và đây cũng là dịp để những cô gái trẻ như Tường Vi chứng tỏ một điều, người châu Á nói chung và người Việt Nam nói riêng không giỏi toán, kém kỹ năng xã hội như những định kiến mà họ phải mang trong nhiều thập kỷ qua. Thì mình có thể dùng những bài hát của mình để truyền tải được về văn hóa của người Việt Nam đến cho tất cả người nghe. Ví dụ, họ cũng có thể biết đến được văn hóa của người Việt Nam qua cách mình biểu diễn, bài hát và trang phục như em mặc ngày hôm nay. Không phải tự nhiên mà năm nay, mạng lưới người Mỹ gốc châu Á-Thái Bình Dương lại chọn chủ đề cho tháng di sản là những định kiến. Ngay từ những ngày mới bước chân tới nước Mỹ, những người gốc Á đã gặp rất nhiều trở ngại, từ ngôn ngữ, văn hóa cho đến lối sống. Những định kiến xã hội đã áp lên họ từ ngày đó, dẫu cho nhiều thế hệ đã sinh trưởng và thành công trên đất Hoa Kỳ. Năm 2012, theo thống kê của PW, người Mỹ gốc Á là một trong những nhóm sắc tộc có trình độ học vấn và thu nhập trung bình cao nhất so với các nhóm sắc tộc sinh sống tại Hoa Kỳ, với những khuôn mặt nổi bật trong nhiều lĩnh vực. Tuy vậy, như những gì mà giáo sư Charles Cường Nguyễn, hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ chia sẻ, con đường dẫn đến những vị trí cao trong xã hội của người Mỹ gốc Á trông gai hơn nhiều so với những sắc dân đa số khác. Nguyên nhân chính là do những định kiến vẫn còn tồn tại trong xã hội Mỹ và trong chính suy nghĩ của người Á Châu. Tôi thực sự nghĩ rằng vì chúng ta là người thiểu số tại Mỹ nên nhiều lúc chúng ta tự động cảm thấy mình bị gạt ra bên lề xã hội. Vậy nên, nhiều lúc chúng ta có xu hướng là làm việc cật lực hơn những người thuộc sắc dân đa số để đạt được những mục tiêu tương tự như họ, để chứng minh cho họ thấy là chúng ta có thể làm được và thậm chí còn làm tốt hơn. Với một đất nước đa dạng như Hoa Kỳ, rất khó có thể xóa bỏ những định kiến, những cái mác mà các nhóm sắc tộc thiểu số phải mang. Tuy nhiên, với nhiệt huyết và sự thành công của những người Mỹ gốc Á thế hệ thứ hai, thứ ba, những định kiến đó hy vọng sẽ ngày càng bị xóa nhòa. Tôi muốn giúp đỡ cộng đồng của mình hòa nhập tốt hơn với cuộc sống tại nước Mỹ và tôi cũng mong người Mỹ nói chung cởi mở hơn và biết trân trọng những sự khác biệt đến từ các nền văn hóa khác. Tại một góc phố ở trung tâm thủ đô Washington DC có một công viên nhỏ với điểm nhấn là tượng đài một phụ nữ giơ cao ngọn đuốc tượng trưng cho công lý và tự do. Dưới chân tượng đài ghi dòng chữ để tưởng nhớ hơn 100 triệu nạn nhân của chế độ cộng sản và dành cho những ai yêu tự do và công lý. Người Việt sinh sống trong khu vực này thỉnh thoảng vẫn tới đây vào dịp cuối tuần. Đối với nhiều người, những câu chuyện chia ly đau thương từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 khi chế độ cộng sản tràn vào miền Nam Việt Nam vẫn như mới vừa xảy ra ngày hôm qua. Lãnh sự quán Pháp nói rằng là bây giờ cho đi thì nguy hiểm lắm là tại vì ở bên đó chưa chắc đã sung sướng. Thì tôi có trả lời, tôi nói thôi, thà chúng nó vào chỗ trại mồ côi mà có lẽ còn sung sướng hơn là ở đây nhỡ chúng tôi bị đi tù thì sao? Bởi vì tôi có nhà máy, tôi có nhà hàng và tôi có nhiều công việc làm ăn khác nữa. Cũng tại công viên nhỏ này, nếu để ý, người ta sẽ nhìn thấy những con số thống kê về số nạn nhân cộng sản khắp nơi trên thế giới. Trong 100 triệu người thiệt mạng dưới các chế độ độc tài cộng sản, 20 triệu nạn nhân do cộng sản Liên Xô, 65 triệu nạn nhân của cộng sản Trung Quốc và số nạn nhân cộng sản Việt Nam là 1 triệu người do bị đàn áp, bị giết, bị đói và bị lừa bịp. Tuy nhiên, đối với nhiều người, thực trạng các chế độ độc tài cộng sản vẫn tồn tại cho đến hôm nay và đang tiếp tục gây ra những hậu quả nặng nề còn khủng khiếp hơn gấp nhiều lần so với những con số biết nói này. Chế độ độc tài cộng sản Việt Nam chẳng hạn, lâu nay vẫn bị xem là nguyên nhân khiến hàng triệu người dân Việt Nam rơi vào cảnh khốn cùng do tham nhũng, do bị đàn áp, do bị hạn chế các quyền tự do căn bản của con người, kể cả quyền tự do ngôn luận và tự do tôn giáo. Tôi vẫn thường kêu gọi những người ở bên này là mình có thì giờ mình đi để cho quốc tế, cho những người Mỹ ở đây họ hiểu thấu được. Chứ còn thiệt ra họ cũng chẳng có coi tin tức nhiều. Thành ra cái mà tôi nói tôi thương, mà tôi buồn và tôi khổ. Nhưng mà dù sao tôi vẫn hy vọng, bởi vì giờ giới trẻ Việt Nam quá giỏi. Tượng đài tự do và công lý này đã từng được các sinh viên Trung Quốc dựng lên ngay tại Thiên An Môn trong cuộc biểu tình năm 1989 đòi tự do dân chủ. Cuộc biểu tình sau đó đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đưa xe tăng và quân đội vũ trang tới đàn áp đẫm máu. Hàng trăm nghìn người sau đó bị bắt bớ, tù đầy cho tới chết tại nhiều trại giam khác nhau. Nhưng cũng như thông điệp nhắc nhở từ khu tượng đài này, tinh thần khao khát tự do, dân chủ và công lý luôn là mục tiêu hướng tới của tất cả mọi người, đặc biệt là những người đang phải sống dưới các chế độ cộng sản độc tài. Thành phố cảng lịch sử Kotor của Montenegro được UNESCO công nhận là di sản thế giới do vẻ đẹp của thị trấn thời Trung Cổ được bảo tồn tốt. Nhưng sự nổi tiếng đã gây nhiều phiền phức cho Kotor trong những năm gần đây. Xây dựng quá đà đang đe dọa nét đẹp và danh tiếng của thị trấn vốn là một trong những thắng cảnh du lịch hàng đầu thế giới. Mời quý vị theo dõi ghi nhận sau đây. Kotor là một trong những thị trấn cổ được bảo tồn tốt nhất trên bờ biển Adriatic. Khí hậu dễ chịu quanh năm và cảnh trí ngoạn mục góp phần tôn vinh sự hấp dẫn của thị trấn. Khoảng 1 triệu du khách ghé thăm nơi này mỗi năm và số người muốn định cư ở Kotor ngày càng tăng. Tình trạng bùng nổ xây dựng nhà cửa đã làm phật lòng những cư dân lâu năm. Những căn nhà mới xây này giống như những tòa nhà chọc trời mái bằng, trông giống như các phiến đá đặt trên mộ vậy. Các tòa nhà bê tông hiện đại giờ mọc lên khắp bờ biển Montenegro và có nguy cơ che lấp những cung điện cổ xưa của Kotor khiến UNESCO phải đưa ra cảnh báo yêu cầu Kotor khắc phục tình trạng này nếu muốn giữ danh hiệu di sản thế giới của Liên Hiệp Quốc. Từ năm 2003, Ủy ban về Di sản Thế giới của UNESCO đã cảnh báo về hậu quả tiêu cực của tiến trình đô thị hóa quá mức và yêu cầu dừng sự việc lại, cũng như đòi hỏi phải có các cơ chế bảo vệ cho khu vực này. Vào tháng 2, chính phủ Montenegro đã ra lệnh tạm ngưng xây cất ở Kotor. Lệnh sẽ có hiệu lực vào tháng 4, dường như đúng lúc để tránh bị loại bỏ khỏi danh sách của UNESCO. Nhưng ngay trước khi lệnh cấm có hiệu lực vào ngày 5 tháng 4, chính quyền đã cho phép xây dựng một số khu du lịch lớn trong thành phố, dẫn đến các tranh cãi trong cộng đồng. Thị trưởng Vladan Jokic cho rằng hành động bất chấp này có thể liên hệ tới nạn hối lộ và lạm dụng quyền hành. Chúng tôi có những công trình đã được xây dựng trước đây trên lãnh thổ Kotor bởi các cá nhân và gia đình có quyền thế, mặc dù các chuyên gia khuyến cáo chống lại việc đó. Trong thập kỷ qua, khoảng 1/4 sản lượng kinh tế của Montenegro là do du lịch và phát triển bất động sản trên bờ biển Adriatic dài 300 km. Hầu hết các chuyên gia công nghệ đều đồng ý rằng xe tự hành sẽ sớm hoàn thành giai đoạn thử nghiệm và gia nhập thị trường thương mại, có thể dưới dạng taxi và xe giao hàng. Nhưng có người thắc mắc rằng liệu bộ não nhân tạo của xe có thể đối phó được với khuynh hướng hay lách luật giao thông của con người hay không? Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây. Thoạt nhìn có vẻ như những chiếc xe không người lái sẽ không sao nếu chúng hành xử như một người lái xe bị động tuân thủ nghiêm ngặt các luật lệ. Những chiếc xe không người lái vận hành hoàn toàn theo luật lệ, không hiểu được những linh hoạt trong xã hội. Nhưng tài xế là con người. Chẳng hạn như ở Boston, họ thường làm theo một thói quen gọi là rẽ trái ở Boston. Khi đèn lưu thông chuyển màu xanh, nhiều người nhanh chóng rẽ trái thay vì chờ xe chạy ngược chiều đi trước. Các tài xế khác biết thói quen này nên họ nhấn ga từ từ. Nhưng những chiếc xe tự lái được lập trình để thực hiện đúng các luật lệ có thể sẽ lên chân ga rồi phải thắng gấp, dẫn đến nguy cơ va chạm từ phía sau. Tôi thực sự tin rằng hiện chúng ta đang rơi vào tình trạng nguy hiểm nhất có thể trong lĩnh vực giao thông vận tải. Tốt hơn hết là tất cả mọi người đều di chuyển bằng xe tự lái. Các nhà chế tạo ô tô tự lái cho biết họ hiểu rằng máy tính của họ sẽ phải rút kinh nghiệm từ chính những sai lầm. Giống như bất kỳ thiết bị kỹ thuật nào mà chúng ta sản xuất, chúng ta chắc rằng sẽ có sai sót, nhưng chúng ta tiếp tục tiến tới cải tiến máy móc tốt hơn nhờ những sai sót đã được phát hiện đó. Nhờ hệ thống định vị vệ tinh GPS, xe tự lái sẽ tự biết đang ở đâu và với phần mềm thích hợp, sẽ có thể tuân theo các luật lệ giao thông địa phương. Nhưng chắc chắn là con người cũng sẽ phải thích ứng với thực tế là một số phương tiện lưu thông mà họ gặp trên đường là do máy tính kiểm soát. Theo tôi, khi mọi người càng hiểu biết, chúng ta ngày càng có nhiều ví dụ khả quan hơn. Ta sẽ nhận ra rằng xe tự hành khá an toàn hơn các tài xế hiện giờ. Các chuyên gia nói rằng một khi những chiếc xe taxi và giao hàng tự hành lịch lãm, hành xử tốt, bắt đầu xuất hiện trên đường, thì tai nạn giao thông sẽ sụt giảm mạnh. Tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi chương trình Học tiếng Anh của đài VOA. This is Everyday Grammar. I'm Lucia. And I'm Kaveh. Lucia, what are you reading there? It's a science fiction novel about time travel. Time travel, huh? Does it have anything in there about time clauses? Well, I'm not sure, but I can check. A clause is a group of words that has a subject and a verb. A time clause introduces the clause with a word such as before or after. To form a time clause, you use before plus subject plus verb or after plus subject plus verb. Before I went to work. After we finished our project. A time clause can follow a main clause or be in front of a main clause. Before I went to work, I ate breakfast. We celebrated with friends after we finished our project. Sorry to interrupt, but you didn't explain what a main clause is. Ah, I thought you already knew. A main clause is a complete sentence, like, I ate breakfast. Oh yeah, I knew that. So you were saying? So I was saying that you can put a time clause in front of or behind a main clause, and there would be no difference in the meaning. We went to dinner after we finished our work. After we finished our work, we went to dinner. And that's everyday grammar. Welcome to English at the Movies, where we teach you American English heard at the movies. Today's phrase is not giving up, from the movie Miracles from Heaven. The movie is based on a true story about a young girl who is very sick. Watch for the phrase not giving up. Unfortunately, the tests confirm that she's very ill. There is currently no cure for Anna's condition. Doctor, please, this is our little girl. I'm scared, Mom. Me too. We're not giving up. Like a small boat. So, what does that mean, not giving up? Keep trying, or you are walking away. Listen again and see if you are correct. There is currently no cure for Anna's condition. Doctor, please, this is our little girl. I'm scared, Mom. Me too. We're not giving up. Like a small boat. Not giving up means to keep trying. In the movie, Anna's parents are trying to save their daughter's life. The doctor says there is no cure, but the parents are going to keep fighting and try to find some way to save their daughter. In other words, they are not giving up. And that is English at the Movies. I'm Ann Ball. I think this is the beginning of a beautiful friendship. Welcome to English in a Minute. Who doesn't like fresh fruit picked right from the tree? But are Anna and Jonathan really talking about picking fruit? Let's find out. Low-hanging fruit. If we want really good sales numbers, we first need to sell this new product to our current customers. Absolutely. Our current customers are low-hanging fruit. They already love our products. The hard part is going to be finding thousands of new customers. On a tree, the low-hanging fruit is easy to pick. It takes more effort to climb a ladder to pick the ripe fruit from the top of the tree. The same can be said for a thing or even a person. Anyone or anything that can be won over or gained very easily is low-hanging fruit. And that's English in a Minute. Cảm ơn quý vị đã theo dõi tin tức của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Các chương trình radio, video trên voatiếngviệt.com có thể xem dễ dàng khi dùng trình duyệt Opera. Trang Facebook VOA Tiếng Việt, kênh YouTube VOA Tiếng Việt Video, hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Muốn đóng góp bài viết cho VOA Việt ngữ, xin gửi về địa chỉ voa@gmail.com. Trà My xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần tới.